Bệnh viện Mắt Long Xuyên là địa chỉ đáng tin cậy để đến thăm khám và điều trị các bệnh lý về mắt. Hôm nay mình mời các bạn xem quá trình khám và mổ mắt của một bệnh nhân bị bệnh lý đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Long Xuyên. Bệnh nhân là chú Trần Văn Đới, 60 tuổi, hiện đang làm bảo vệ trong một công ty. Trước đây mắt chú có biểu hiện mờ theo tuổi già, nhưng khoảng 6 tháng gần đây khi ra đường thì chú thấy mắt dễ bị chói dù có sử dụng kính mát, đôi lúc lại nhìn thấy mờ sương. Được con cháu trong gia đình động viên đi khám mắt nên chú quyết định tìm hiểu địa điểm đáng tin cậy để đi kiểm tra. Thông qua thông tin trên Internet, chú biết đến Bệnh viện Mắt Long Xuyên vì cơ sở mới và trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện Mắt Long Xuyên, địa chỉ số 17Y1, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cách trường đại học An Giang khu mới khoảng vài trăm mét. Ngay từ bãi giữ xe thì đã có bảo vệ hướng dẫn tận tình để lấy số thứ tự và đăng ký khám. Khi đến quầy lễ tân, bệnh nhân sẽ được các nhân viên nhanh chóng làm thủ tục, đăng ký bảo hiểm y tế, đưa bệnh nhân lên phòng khám. Bệnh viện Mắt Long Xuyên có thang máy rất là thuận tiện cho người lớn tuổi. Ngay từ khi bước ra thang máy lầu 1 đã có sẵn điều dưỡng hướng dẫn. Theo trình tự thông thường, bệnh nhân cần phải vào phòng thử thị lực để kiểm tra trước khi vào gặp bác sĩ. Thời gian thử thị lực không quá lâu, chỉ từ 1 tới 2 phút. Khi có kết quả sẽ được chuyển sang bác sĩ khám ngay lập tức. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chú có bệnh lý đục thủy tinh thể và có chỉ định mổ. Bệnh nhân và người nhà sẽ được tư vấn rõ ràng về chi phí, bảo hiểm và những lưu ý về phẫu thuật đục thủy tinh thể. Tiếp theo mời các bạn xem một đoạn clip ngắn nói về một số lưu ý cho bệnh nhân trước khi đi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Hiện nay, nhiều bệnh nhân vẫn còn đang băn khoăn, không biết nên chuẩn bị những gì khi đi phẫu thuật đục thủy tinh thể, những món đồ nào thực sự cần thiết và không cần thiết. Video hôm nay của chúng ta sẽ tổng hợp lại để mọi người cùng theo dõi. Đến ngày mổ, bệnh nhân cần nhịn đói, không uống các loại nước có đường như trà đường, cà phê, nước ngọt, nếu khát chỉ uống nước lọc để xét nghiệm máu. Bệnh nhân cần đem theo sổ khám bệnh nếu có, bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng, chứng minh nhân dân bản gốc. Bệnh viện đã thông tuyến nên không cần giấy chuyển viện. Cần mang theo các loại thuốc đang sử dụng ở nhà như thuốc tiểu đường, thuốc cao huyết áp, thuốc tim mạch, vân vân. Bệnh viện đã chuẩn bị giường cho bệnh nhân nội trú nên không cần mang theo gối, nệm, chăn, mền. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc để tránh tăng áp lực mắt và giữ tinh thần thoải mái. Bệnh nhân cần tắm rửa, gội đầu sạch sẽ vì sau khi mổ cần phải tránh nước vào mắt một tháng. Bây giờ mời các bạn cùng quay lại với chú Trần Văn Đới và quá trình phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Long Xuyên. Được sự đồng ý của bệnh nhân, nhân viên sẽ hướng dẫn tiếp tục thực hiện những bước chuẩn bị tiền phẫu như là chụp đáy mắt, siêu âm, rút máu xét nghiệm, đo điện tim, v.v. đảm bảo đầy đủ những yêu cầu trước mổ. Tổng thời gian thực hiện chỉ mất khoảng 1 tiếng là được đưa vào phòng mổ. Thời gian mổ nhanh, chỉ từ 5 tới 7 phút.
phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, chỉ nhỏ tê chứ không gây mê, nên sau khi mổ vẫn tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường và nghỉ ngơi theo hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ tầm 3 tiếng sau khi mổ, điều dưỡng hướng dẫn sử dụng thuốc và nhắc hẹn tái khám là có thể xuất viện. Thị lực của bệnh nhân sẽ hồi phục từ từ sau khi mổ trong ngày hôm sau. Tôi xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Long Xuyên. Tôi xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã quá trình điều trị đôi mắt cho tôi được sáng. Sau khi ra về, tôi xin giới thiệu tại địa phương bà con để đến Bệnh viện Mắt Long Xuyên chữa trị. Tôi xin cảm ơn Bệnh viện Long Xuyên và đội y bác sĩ. Dạ, xin mời bác sĩ Lâm Ngọc Châu là giám đốc của Bệnh viện Mắt Long Xuyên có đôi lời phát biểu cho khán giả được biết không ạ? Dạ, Bệnh viện Mắt Long Xuyên là một bệnh viện chuyên khám và điều trị các bệnh chuyên sâu về mắt, đặc biệt là bệnh viện có hút cườm bằng máy Phaco với cái ưu điểm là chỉ nhỏ tê không đau, vết mổ nhỏ tự lành, thời gian mổ nhanh, thị lực phục hồi nhanh và xuất viện trong ngày. Đặc biệt là cái Bệnh viện Mắt Long Xuyên với cái đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, thì bệnh viện luôn là cái nơi đáng tin cậy của người bệnh với cái phương châm là phục vụ tận tâm cho đôi mắt sáng. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Long Xuyên có sử dụng bảo hiểm y tế được và không cần giấy chuyển viện.